Rồi, hello chào các bạn nha. Hôm nay để quay lại cho các bạn xem. Thì thanh long này mới có 2 ngày thôi các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ để trên cây khoảng 1 tuần lễ các bạn. Thì hôm nay mới có 2 ngày thôi, nó chín rồi. Nó chín đều hết các xung quanh trái rồi. Trái rất là to nha. Đây nè. Mới tưới cây xong. Trái bên này cũng vậy luôn. Thì muốn để trên cây 1 tuần lễ để cho nó đủ cái độ ngọt á, mới hái. Thì hôm nay thấy nó chín quá rồi, không biết có nên hái hay không. Đây là những con kiến nó đục vô nè. Nó đục vô rồi từ từ nó làm, nó ăn sâu bên trong. Hầu như gần đây thì trái nào cũng bị kiến nó ăn vô trong hết. Thì không biết có nên hái luôn hay không. Thôi mình hái mấy cái trái chất ngọt đi không? Để nó rụng uổng quá. Đây nè, chất ngọt đi nè. Đi ăn thử trái coi, coi xem. Đó mới ăn các bạn. Lần đầu tiên ăn luôn á nha. Ngọt ngay. Không có chua một tiếng nào. Cái này nó y chang như là trái, cái vị nó y chang như là trái trái quýt mình ăn đó các bạn. Trái quýt rồi trái cam, trái cam cam xoàng á các bạn hay ăn á, thì nó y chang vậy. Đây là nó có mấy cái hộp nữa. Rồi quay cập nhật lại một vài hình ảnh cho các bạn xem. Rồi chào các bạn nha.